Xin chào mọi người. Nếu mà các bạn chưa biết á, thì Lô cùng với các cộng sự của mình tại Redcat Academy sẽ tổ chức Đà Nẵng Animation Camp trong năm 2017 này. Trong năm 2015 và 2016 thì Redcat Academy đã tổ chức Animation Camp tại Hà Nội. Và đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Redcat Academy sẽ tổ chức camp tại Đà Nẵng. Bây giờ thì Lô sẽ giới thiệu các trại trưởng sẽ cùng tham gia vào trong cái Animation Camp tại Đà Nẵng nhé. Xin chào mọi người. Mình là Ki, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong trại vẽ tay. Thì trong 3 buổi ngày mấy giờ 16, 17, 18 16, 17, 18 thì các bạn nào mà gặp vấn đề về ý tưởng mình không biết vẽ ra thành hình ảnh như thế nào á, thì trong 3 buổi đó Ki với các bạn sẽ cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó. Mình còn những cái thủ thuật nhỏ để vẽ tay đẹp hơn, dễ hiểu hơn thì mình sẽ gặp nhau, mình nói rõ hơn trong 3 ngày trại đó ha. Còn Leo cùng với bạn Min đây. Min hiện tại là Motion Leader tại Redcat Motion. Thì Leo cùng với Min sẽ phụ trách là trại tư duy sáng tạo và animation. Thì trong suốt 3 ngày này á, thì Leo với Min sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức liên quan đến kể chuyện trong animation và các kỹ năng, kỹ thuật sử dụng phần mềm After Effects để mà các bạn có thể làm ra được những cái dự án animation của mình. Chắc là Min giới thiệu một chút ha. Xin chào các bạn, mình là Min, Motion Leader ha. Thì khi các bạn tham gia những cái khóa trại như thế này thì các bạn sẽ được nâng cao hơn về cái kỹ năng làm animation. Và mình sẽ hướng dẫn hơn cho các bạn kỹ càng hơn là những cái quá trình mà mình có thể tạo ra một cái sản phẩm animation, một video hoàn chỉnh nhất. Có rất là nhiều bạn hỏi là nếu mà chưa biết gì hết thì liệu có thể tham gia trại được hay không. Thì các bạn yên tâm, để mà tham gia trại thì các bạn chỉ cần ăn ngủ thật khỏe thôi. Tại vì trong 3 ngày này các bạn sẽ phải rất là vất vả, mình học từ sáng cho tới chiều luôn. Và sẽ phải rất là tập trung rất là nhiều năng lượng để mà có thể là hấp thu hết toàn bộ những cái kiến thức. Và trước khi tham gia trại đó thì Lô cùng với các giảng viên ở đây đã chuẩn bị sẵn một cái khóa học online để mà các bạn có thể là ôn lại bài. Các bạn sẽ được học những kỹ thuật cơ bản liên quan đến Illustrator và After Effects để mà các bạn có thể là tham gia trại của mình thật tốt nha. Vậy thì nếu mà không còn băn khoăn gì nữa thì mình hãy đừng ngại vào trong redcatacademy.com. Và ở trong đó có một cái tab nhỏ là Bootcamp và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đà Nẵng Animation Camp nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại trại.